Rồi chào các bạn nha. Bữa nay mình đi bắt dế tiếp nha các bạn. Bữa nay trời cũng bớt mưa rồi. Thì mình sẽ đi bắt dế coi có dế gì bạn. Như dế như nó đang gần cái cuối mùa các bạn. Thì bữa nay mình sẽ đi dế nha. Đi tìm mấy con dế cuối mùa lên bắt nha các bạn. Mình sẽ bắt ở cái khu vực này nha các bạn. Đó, mình sẽ đi qua cái khu vực này nè. Nước nó cũng rút bớt nha các bạn. Đó. Trên kia còn cỏ nhiều kìa. Đó, mình bây giờ mình sẽ đi tìm coi có dế nó gáy rồi mình bắt rồi mình quay cho các bạn coi nha. Đó, giờ mình bắt đầu mình đi nha các bạn. Ngay đây có một con nha các bạn. Nó đang gáy, mình đi tới thì nó ngừng, nó không gáy nữa các bạn. Mấy con này dế nó hiếm quá, nó hơi nhát. Thì bây giờ mình sẽ quyết định mình là giật lên luôn nha. Không chờ nó gáy nữa nha. Giật cho mình kiếm nó nha các bạn. Chưa thấy nữa các bạn. Đây. Đây nè các bạn. Một cặp chứ không? Con mái con trống rồi các bạn. Nên bắt con trống trước nha. Dưới nhỏ. Trời, bắt luôn mấy con này hiếm quá. Bắt dế gì? Đây. Con dế dầu pha dế. Ê. Mình mới cầm nó cái nó nhảy ra các bạn. Nhảy lẹ ra mà nó nè. Bắt không? Mới vừa chờ cầm nó cái nó nhảy ra, lẹ ra. Dạ. Đây, bắt được nó rồi nha các bạn. Nãy mình cầm hờ quá. Nó vuột ra. Đây. Đó. Để mình bắt luôn dưới máy luôn nha các bạn. Đây còn dưới máy nữa các bạn. Đây. Thì dưới máy này các bạn. Bắt một cặp luôn nha. Hay là thả dưới máy ta. Mà thả dưới máy cho sinh sản nha các bạn ha. Rồi mình thả dưới máy nha. Giờ để mình lấy cái hũ mình đựng dưới chống mình mới bắt nha. Được một con rồi nha. Đây. Đó, con này mình mới bắt nè. Nhìn cũng đẹp nha các bạn. Nhưng mà nó nhỏ, không bự nha. Tại vì giờ như gần cuối mùa dế rồi sao đó mình đi kiếm. Dế rất là hiếm nha các bạn. Không nghe nó gáy nữa, lâu lâu mới nghe được con gáy. Đi khoảng nửa tiếng mới gặp được một con nha các bạn. Đó, đây là một con dế nữa nha. Rồi để mình đi tìm tiếp mình có nữa mình bắt mình quay cho các bạn coi nữa nha. Đây hồi nãy có mình có dở mấy cái bao này giống vậy nè các bạn. Có dế non đó các bạn. Dế non chưa có lột á. Mình có bắt trước một con rồi. Giờ hồi nãy mình có quay, giờ mình dở thử mấy cái bao này có dế non mình bắt luôn nha. Giờ mình canh nó lột mình quay cho các bạn coi quá trình dế lột nha. Nếu mà mình có canh lúc mà nó lột được á thì mình sẽ quay cho các bạn coi ha. Thì các bạn khó nè các bạn, thấy không? Ba con luôn nè. Thấy không? Đó, nhưng mà con này to nè. Dưới trống với máy ta. Ở dưới trống các bạn, con này to nè. Hai con kia đang chạy con kia kìa. Bắt trước con này nha. Trước con này nha. Còn con đang nữa kìa. Nên bỏ con này vô hũ cái đó nha. Nè, nãy con này mình bắt trước nãy được mà. Đâu rồi, mới đây mà ta. Đó, hai con nè, con nhỏ con bự các bạn. Đó thấy không? Bắt trước mình bắt một con bự đây, con nhỏ kìa mình không bắt nha. Đi đâu rồi? Đây, mới đây nó chạy qua đây lẹ ghê. Dây này giống dây dầu á. Đây. Được rồi nha các bạn. Đó, ba con này nha các bạn. Có con dế bự ghê, con nó lột chắc bự các bạn. Thì để mình đem về mình nuôi. Nếu mà mình canh mà lúc mà nó đang lột á thì mình quay được cái quá trình nó lột rồi mình quay cho các bạn coi ha.
đây ba con nữa các bạn. Ủa của con này to quá, con này lột ra chắc cũng bự lắm các bạn. Quá đã luôn nha. Rồi để giờ mình đi tìm tiếp, mình bắt lên quay tiếp cho các bạn coi nữa nha. Đây có cục đá để mình dỡ thử ra coi có dưới non bắt nha các bạn. Chứ giờ nãy giờ mình đi vòng hoài không thấy dế nó gáy nữa. Không có các bạn ơi. Nãy dỡ cái bao hên ghê được mấy con luôn. Giờ cục này không có ha. Rồi để mình đi tìm tiếp, mình dỡ thử dỡ đại coi có mình bắt luôn nha các bạn. Đây có mấy miếng gạch nè, mình dỡ đại luôn nha. Không có các bạn. Dỡ mày này cũng hên xui à. Mình đi dỡ đại coi có nha các bạn. Bây giờ mình không nghe nó gáy nữa. Nếu bắt dế non về mình nuôi luôn. Cái này cuối mùa dế hiếm quá. Không có. Dế mấy cái này rất là hiếm. Đây có mấy cái bao nè. Trời, con gì. Đây, con giống mấy người ta dở rồi quá. Đó, không còn dế non nữa các bạn. Ê, trời ơi. Rồi mình làm nó bị trúng cục đá chết rồi các bạn. Ghê quá. Rồi đi tìm con khác nha. Đây dỡ mấy cái này ra được á. Không có luôn các bạn ơi. Rồi đi tìm chỗ khác nha. Đây có mấy cục đá nè. Không có các bạn ơi. Dế mấy này rất là hiếm luôn á. Cuối mùa rồi các bạn. Nãy giờ mình đi nhiều rồi mà không nghe nó gáy nữa. Giờ mình đi dỡ đại cũng không có nữa các bạn. Đó, quyền với cái đồng cỏ nó bao la luôn mà không nghe dế gáy nữa. Rồi để mình đi quay mấy con dế của mình bắt nãy giờ để cho các bạn coi nha. Đây mấy con dế mình bắt nãy giờ nè các bạn. Được có mấy con à. Đây dế dế dầu nè. Đó, dế mấy con dế chưa lột nè. Để mình bỏ vô chung thử coi. Đó, các bạn thấy con dế than kia bự rồi chưa? Bự hơn, nó nếu nó tính cái cánh là nó bự hơn con dế dế lửa luôn các bạn. Dế dầu chứ này, dế này dế dầu dế lửa thì nó đậm quá. Dế dầu lại gì lại lửa ha. Thì con này chắc mình nghĩ chắc nó lột rồi nó sẽ bự lắm các bạn. Đó để giờ mình về mình lột thử, mình nuôi thử coi nó lột ra được như thế nào nha. Hoặc là lúc mà mình canh mà lúc mà nó đang lột á, canh được lúc nó đang lột quá thì mình quay quá trình nó lột dế đang lột cho các bạn coi ha. Đã ghê luôn, dế này to ghê. Hai con kia nhỏ, hai con kia chắc nó lột chứ cũng bằng mấy con dế nhỏ nhà mình đang nuôi à. Cái này thì dế hiếm quá. Đó, đây là mấy con dế mình kết quả bữa nay mình bắt được nè, bắt được 4 con. Nhưng mà trong đó có 3 con dế chưa lột à. Rồi để giờ mình về mình nuôi thử nha. Rồi kết quả đi, bắt bữa nay mình bắt được mấy con dế chưa lột nha các bạn. Được 3 con nha. Con dế tan cũng rất là to nha các bạn. Thì mình hy vọng nó lột ra là nó thành con dế to nhìn nó đẹp nha các bạn. Với một con dế dế dầu cũng ok ha. Thì chỗ mình mấy bữa nay chắc mình nghĩ chắc là cuối mùa rồi các bạn ơi. Dế nó rất là hiếm, mình đi mấy lần rồi cũng không có dế đi bắt nữa. Đó bữa nay thì mình bắt được có nhiêu đây thôi ha. Đó thì chắc mình thời gian tới thì mình sẽ làm ít video về dế hơn nha các bạn. Thì cuối mùa rồi không có dế, nếu mà có dế nhiều thì mình sẽ quay video về dế nhiều. Như
nhưng mà bây giờ chắc không có dế nhiều nữa thì mình sẽ quay mấy cái video thử thách hoặc là trò chơi gì đó ha. Đó thì mong các bạn cũng ủng hộ mình ha. Thì nếu trong thời gian tới thì có dế nhiều thì mình sẽ quay lại cho các bạn coi ha. Đó mấy con dế à. Đó ba con ha. Rồi mình cảm ơn các bạn đã coi video của mình nha. Nếu các bạn coi video thấy hay thì cho mình một like nha. Và đừng quên đăng ký kênh để ủng hộ mình làm những video tiếp theo nha các bạn. Tạm biệt các bạn nha. Thank you.